Tôi xin chuyển qua một mảng thị trường mà tất cả chúng ta đều rất quan tâm, đó là mảng thị trường căn hộ để bán. Và cũng cùng với sự quan tâm của chúng ta thì chúng tôi cũng xin chia sẻ một cái điểm sáng của thị trường này, đó chính là hoạt động của thị trường đã được cải thiện, có cái dấu hiệu cải thiện trong quý 2. Về nguồn cung sơ cấp của thị trường căn hộ để bán, năm 2020 tính đến quý 2 năm 2014 thì trên toàn thị trường là có 67 dự án sơ cấp đang có sản phẩm chào bán, với tổng cung thị trường sơ cấp là 13.400 căn, tổng cung thị trường thứ cấp là khoảng 86.000 căn. Trong quý thì chúng tôi ghi nhận có một dự án mới được chào bán mới, được chào bán mới ở khu vực được chào bán mới. Tuy nhiên thì cũng có hàng loạt, chúng ta có nhận thấy là có hàng loạt các dự án khác được chào bán, thì đều là các dự án này đều chào bán lại các nguồn cung mà họ đã chào bán từ những quý trước. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận là có 4 dự án hạng C đã được bán hết trong quý 1 và dẫn đến là được chuyển sang mảng thị trường thứ cấp trong quý 2 này. Về tình hình hoạt động của các hạng A, B, C tại thị trường Hà Nội thì chúng ta có thể thấy là cả phân khúc hạng A, hạng B và hạng C đều có sự cải thiện về tỷ lệ hấp thụ theo quý cũng như là theo năm, đều có sự tăng trưởng dương đối với tỷ lệ hấp thụ. Và cái sự tăng trưởng này thấy rõ nhất là ở phân khúc hạng B. Chúng ta đều thấy đây là tiền tăng trưởng rất là mạnh so với cả các phân khúc khác. Tính trên bình diện của toàn thị trường thì có cái sự tăng trưởng về tỷ lệ hấp thụ theo quý rất là cao. Còn theo năm thì riêng giá chào bán thì có sự sụt giảm nhẹ là do ảnh hưởng từ phân khúc hạng C. Chúng tôi xin đi vào chi tiết hơn về cái chia sẻ chi tiết hơn về sự cải thiện tình hình hoạt động của phân khúc hạng B. Có thể thấy là trong thời gian trở lại đây thì chúng ta có thể thấy là tỷ lệ hấp thụ của phân khúc hạng B trên tổng số 3 phân khúc ABC đang có chiều hướng đi lên. Phân khúc hạng A thì là quá bé cho nên là thực sự là báo ở đây nhưng mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Thì so với cả quý 1 thì có một điểm đáng chú ý của phân khúc hạng B, đó là tỷ số căn tiêu thụ được trong quý 2 là gấp đôi, là khoảng 1.200 căn, là gấp đôi số lượng căn tiêu thụ được trong quý 1. Đây là một con số rất là cao nếu tính đến việc là các phân khúc hạng A và phân khúc hạng C, tỷ lệ hấp thụ số lượng căn tiêu thụ được đều tương đương với của quý 1. Và chính vì vậy tỷ lệ hấp thụ được của tỷ lệ căn hạng B hấp thụ được trên tổng số căn là đã tăng từ mức khoảng 50% trong quý 1 lên đến mức 66% trong quý 2. Thì theo như đồ thị đây thì chúng ta có thể thấy rằng là phân khúc hạng B có phải chăng là đang dần lấy lại được vị thế trên thị trường. Một điểm chúng tôi nhận thấy là đối với các phân khúc hạng B, đó là với các dự án mà có tốc độ trả bán tốt trong quý, đó là những đặc điểm chung như là có tiến độ xây dựng rất là tốt hoặc là gần hoàn thiện, chủ đầu tư thì rất là có uy tín và có những cái chiến lược bán hàng marketing hết sức là bài bản. Bên cạnh đó họ cũng đưa ra rất là nhiều những cái chương trình khuyến mại như là tặng quà cho khách hàng hoặc là hỗ trợ về mặt tài chính thông qua việc là tăng tỷ lệ cho vay vốn, có những trường hợp là cho vay vốn lên đến 70% hoặc là gia hạn thời gian cho vay hoặc là hỗ trợ lãi suất trong những thời gian đầu tiên. Thì chính vì những cái chiến lược kinh doanh và marketing đó dẫn đến việc là cái tình hình hoạt động và tỷ lệ hấp thụ của phân khúc hạng B đã có rất là nhiều cải thiện trong quý vừa rồi. Triển vọng thị trường căn hộ để bán thì dự kiến trong vòng từ nay cho đến hết năm 2015 thì sẽ có thêm khoảng 14 dự án được ra mắt, cung cấp khoảng 10.000 căn ra thị trường. Một điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến đó là cái tiến độ giải ngân của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đã có những sự cải thiện rõ nét, từ con số chỉ 4% trong tháng 2 lên đến 13% trong tháng 5, nhờ có những cái giải pháp, nhờ có những giải pháp của chính phủ trong việc là đưa ra như việc là giảm lãi suất, tăng thời hạn cho vay cũng như là mở rộng các đối tượng cho vay. Sẽ có rất là nhiều câu hỏi, đã có rất nhiều nhà báo cũng hỏi chúng tôi là tình hình thị trường căn hộ liệu đã có dấu tín hiệu ấm lên hay chưa.
thì theo nhận định của Saview, trong quý thời gian tới thì sẽ tiếp tục có thêm những dự án mới và có cái sự tốc độ, có sự cải thiện rõ nét hơn về giá bán cũng như tốc độ bán. Tuy nhiên, nó sẽ là mang tính chất, vẫn là mang tính chất điểm chứ sẽ chưa xảy ra trên diện rộng trên toàn thị trường.